trong video này thì chúng ta sẽ làm quen một khái niệm mà tôi nghĩ rằng là không nhiều bạn uh, nắm được đó là khái niệm về desktop ở trong CorelDRAW để có thể nhìn thấy desktop thì chúng ta sẽ vào trong menu Window chọn Docker sau đó chọn Object khi Object Panel mở ra thì chúng ta sẽ thấy các cái đối tượng ở trong tài liệu được quản lý ở trong này và như một cái video nào đó trước đây tôi đã giới thiệu thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó quản lý về trang này, về layer này, về các đối tượng mà có trong bản vẽ. Đây là những cái kiến thức thông thường mà chúng ta có thể biết. À, tuy nhiên à, nếu mà nhìn sâu xuống một chút thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong phần master nó có một cái phần được gọi là desktop thì cái desktop này thì nó là cái gì ờ, như chúng ta đã giới thiệu sơ bộ thì ở trong cái uh, cửa sổ làm việc này thì chúng ta có hai phần một cái phần nằm ở trong cái khung chữ nhật này mà chúng ta gọi là vùng vẽ hay trang vẽ mà chúng ta hay vẽ và thực hiện tất cả những thiết kế rồi chúng ta bố trí tất cả các thành phần trong bản thiết kế chúng ta nằm ở trong này thế thì mình có thể để những cái phần thiết kế này ở ngoài cái trang này hay không phần ở ngoài này chúng ta quen gọi là desktop nhưng thực ra thì nó cũng vẫn chưa chính xác lắm đâu uhm, desktop thì nó đúng là nằm ở ngoài trang nhưng còn phải thêm một cái bước nữa nó mới chính thức là desktop thì desktop nó có tác dụng như thế nào Đây đây các bạn nhìn nhé ở trên một layer thì chúng ta sẽ có những cái biểu tượng ví dụ như là ẩn và hiện các cái nội dung ở trên layer này khóa các nội dung trên layer này và cấm in hoặc là cho phép in thế thì ở trong cái desktop này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái biểu tượng mặc định là cấm in có nghĩa là nếu chúng ta đưa một cái đối tượng ở trong bản vẽ này ra ngoài desktop thì có nghĩa là nó sẽ không được in ra bây giờ tôi lấy ví dụ như là tôi có năm cái đối tượng ở trong bản vẽ như thế này nếu như tôi bấm và tôi chọn cái đối tượng à, hình chữ nhật màu đỏ, rectangle màu đỏ này và tôi kéo tôi thả nó vào trong desktop thì có nghĩa là nó không còn nằm ở trong layer một như các đối tượng còn lại nữa và lúc này thì nó đang nằm ở trong một khái niệm được gọi là desktop tức là trong cái mặt bàn chứ nó không nằm ở trong trang giấy nữa và nếu như vậy có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể bấm chọn vào đối tượng này, chúng ta có thể thao tác thay đổi màu, rồi thì làm bất cứ cái gì với nó. Chúng ta vẫn nhìn thấy trên màn hình, nhưng tuyệt đối khi chúng ta nối máy in, nó sẽ không được in ra. Cho nên, nếu như các bạn mà không muốn xáo trộn cái bản vẽ của mình, nhưng các bạn không muốn in một phần tử nào đó trong bản, trong bản thiết kế ra, thì các bạn chỉ đơn giản là kéo thả nó từ trong layer 1 các bạn kéo thả nó vào trong desktop là ok xong có nghĩa là chúng ta sẽ không in cái đối tượng đó ra bản vẽ nữa đấy là cái giá trị thứ nhất của cái desktop thứ hai à, bây giờ chúng ta lại thả lại cái này vào trong uh, layer một nhé thì có nghĩa là nó lại được quay trở về layer 1, có nghĩa là nếu chúng ta in ra thì nó cũng sẽ lại nhìn thấy. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm cái vấn đề thứ hai. Đó là bây giờ đây là tài liệu của chúng ta chỉ có một trang thôi. Bây giờ tôi tạo thêm trang thứ hai. Có nghĩa là tài liệu của chúng ta sẽ có nhiều trang. Và trang thứ hai của chúng ta là trang trống. Bây giờ tôi không muốn cái đối tượng này nó nằm ở trong bản vẽ ở trang số 1 nữa. Tôi kéo nó ra ngoài. Cái chỗ mà chúng ta vẫn thường quen gọi là desktop. Thế nhưng mà thực tế ra thì vẫn chưa chính xác đâu nhá. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng là à nó không còn ở trong trang giấy nữa và nó nằm ở ngoài mặt bàn rồi. Vậy bây giờ nếu tôi lật sang trang 2 thì có nghĩa là nó vẫn nằm ở mặt bàn và tôi bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể kéo nó vào trong cái trang giấy được. Bây giờ chúng ta cùng bấm vào trang 2. Nhưng mà chúng ta thấy cái đối tượng nó biến mất. Có nghĩa là đối tượng này của chúng ta vẫn chưa được đặt thực sự ở mặt bàn mặc dù về mặt vị trí thì trông nó giống như nằm ngoài mặt bàn rồi nhưng nó chưa được kéo vào cái desktop thực sự cho nên là nó vẫn đi theo cái trang một khi chúng ta lật cái trang một chúng ta chuyển sang trang hai thì nó vẫn đi theo cái tài liệu của chúng ta sang trang một do đó muốn mà đặt một cái đối tượng nào đó ra ngoài mặt bàn và nó xuất hiện xuyên suốt trong tất cả các quá trình mà chúng ta chuyển từ trang nọ sang trang kia để bất kỳ lúc nào chúng ta muốn lôi kéo nó từ mặt bàn vào một trang thì các bạn cần phải làm cái thao tác như vừa nãy có nghĩa là các bạn chọn cái đối tượng của chúng ta nhé sau đó thì các bạn kéo thả nó vào trong desktop này đó thì lúc này thực sự nó sẽ nằm ở trong desktop và đây các bạn bấm sang trang 2 này thì nó vẫn nằm ở trang 2 bây giờ tôi tạo thêm trang 3 nữa nhé nó vẫn nằm ở desktop có nghĩa là nó không phụ thuộc vào bất cứ một cái trang một cái page nào Thế bây giờ nếu như tôi muốn nó xuất hiện ở trong này Thì thay vì việc là các bạn kéo từ cái desktop này Các bạn kéo thả vào trong page rồi layer 1 hay layer 2 gì đó Thì các bạn có thể làm một cách đơn giản hơn rất nhiều Các bạn bấm trực tiếp vào đối tượng ở trong cái phần desktop này Và các bạn kéo thả vào trong trang cho tôi Ok, nó hiểu ngay Và các bạn kéo thả vào trang nào Thì nó vào đúng trang đó và nó sẽ trôi ở trong layer 1 của trang đó à, và như vậy là chúng ta vừa mới tiếp xúc với một cái khái niệm nghe rất quen thuộc nhưng mà có lẽ là chưa nhiều bạn có thể hiểu được cụ thể là cái desktop này nó sinh ra để nó làm gì hy vọng rằng là thông qua cái video này thì các bạn sẽ nắm rõ được cái khái niệm desktop ở trong Coreldraw